Xin chào mọi người, lại là Nam Chọc đây. Hôm nay thì anh em mát trời, hôm qua cũng phê phê không làm được vài cho anh xây dựng. Sau một hồi ý hoáy cuộc được cái một bước này, là mình sẽ di chuyển cái bộ này đến tận chân công trình. Lấy đi thuê mấy bác bán tải, bác xe tải, bác ba bánh các bác rồi chát qua. Có cái bình nhẹ phèo này là 30 cân các bác rồi, 350.000. Vì thế thôi, ra cố lại lấy xe máy để mình chở. Thế là từ sáng giờ chắc là tiết kiệm cho vợ 350.000 rồi. Em cũng chả được hết bao cái gì đâu, một 500 lít chả bằng xe máy, quãng đường 11 km. Chào bác nhá, em lên đường để chở bồn đến chân công trình rồi. Bắt đầu bằng máy đến công trình rồi. Lên đường. Thì để đi an toàn em dừng video đã nhá. Đi đến chân công trình em tiếp tục em review tiếp, quay tiếp nhá. Công cuộc chở bồn nước từ sáng giờ tiết kiệm được 350.000. Một cái bồn này mà thuê mấy anh ba bánh hay bán tải để anh làm cây ba lít rưỡi. Với một quãng đường hơn chục cây thì đi gần đến công trình rồi. Từ sáng giờ đã kiếm được 350.000 mang về cho vợ, kiện 350.000 bình bồn nước này. Hôm nay thì không làm điều hòa, không làm thuật xây, hôm nay thì làm shipper xe ôm đang di chuyển cái bồn nước đến tận chân công trình. Sau một hồi di chuyển thì với quãng đường 11 km đã giao được cái bồn tận công trình cho gia chủ, nguyên vẹn lành lặn. Còn rửa qua cho sạch sẽ, bồn 500 lít này đủ dùng. Gia chủ nhà vệ sinh, bồn nước là sẽ để trên mái.